Bữa nay cô ba sẽ có một bàn cơm trơn phức lại như cả nhà. Cô ba mới mua được 2 ly trà sữa mà một tép bộ tạc để cho anh Phước Lệ nha cả nhà. Nhưng mà Phước Lệ nó khôn lắm cả nhà. Cô ba sẽ dùng trí khôn để dụ Phước Lệ nha cả nhà. Xin mời cả nhà đón xem nha. Cả nhà ơi, cô ba điện Phước Lệ rồi. Phước Lệ đang trên đường về. Cô ba sẽ đi vô nhà pha 2 ly trà sữa để cho anh Phước Lệ nha cả nhà. Xin mời cả nhà đón xem nha. Cả nhà ơi, cô ba sẽ lấy cái tiếp bộ tạc ăn vô cái chai trà sữa, ly trà sữa cho Phước Lệ coi Phước Lệ có mắc bẫy không nha cả nhà. Wow. Gì uống trà sữa gì nữa vậy? Trời ơi, lâu lâu mẹ mua được 2 ly trà sữa ngon lắm. Uống đi. Thằng ơi. Nè. Rồi sao hôm qua nhà uống mà ngồi đây uống? Uống tại căng thành gió mát, gió hiu. Khỏe. Uống đi. Rồi đặt cái máy đó làm chi hả? Đặt cái máy để cho bà con ta coi mình uống trà sữa nó ngon cảm giác như thế nào. À, thôi thôi thôi. Nè. Thôi thôi vụ trên không bây có giờ đâu. Thử nè. Không có đâu, vụ. Có gì? Bây giờ cho thử nè. Bây giờ bỏ gì trong đây? Chăn trâu không chứ cái gì? Trời ơi. Cậu bảy ông đi làm ông không về được, có mình cho anh sao tự đặt máy dần dần rồi tao không biết sao trời. Bây giờ cho thử nè. Bây giờ trâu trong đây không à? Bây giờ bỏ cái gì trong đây nói đi. Đã nói chân trâu không à? Thôi thôi không có đâu, không có vụ này một đâu. Cái với chân trâu không à? Vụ không đây. Có được đâu, không có được đâu. Mà không tin không? Mới giờ sáng coi clip không? Coi clip bị cho anh qua không? Coi clip bình thường, coi bình thường. Coi bình thường. Nè. Cô ba coi clip bị cho rồi, bây giờ đặt máy đây đâu có ai đâu các bạn, đặt máy dần dần đây thấy tao biết rồi. Cả ơi, mua 2 ly chân trâu ngon chết mình đi chơi nó uống hộp, cô ba uống hết á. Bây giờ bỏ cái gì trong đây nói đi. Đã nói chân trâu với nước đá không à, uống thử đi. Nếu có cái vậy thì tôi chịu trách nhiệm. Bây giờ con uống. Ừ. Bây giờ đổi, bây giờ cô ba đặt. Ừ, cô ba uống đây đi. Mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu. Rồi, uống này, rồi, uống thử rồi. Đây, uống thử rồi. Quậy lên luôn nha, quậy lên. Quậy lên. Quá. Không uống hỏi ăn đó. Uống đi. Giờ số này mua nào? Mới mùa sáng. Mới chợ chị Hán mua. Để dành không dám uống, mà ngủ còn uống đó. Thôi thôi thôi, nghi lắm. Uống thử đi, ngon lắm. Thôi để đây, hồi lạnh lạnh uống. Uống đi nha, để hồi cô ba uống, cô ba uống hết là uống. Rồi, tự nhiên đặt máy nó quay gì trời. Quay cái gì? Cho khán giả coi mình uống nước rồi mình làm gì, mình ăn gì cho khán giả ta câu ta biết chứ. Tự nhiên uống trà sữa không quay nữa trời, nó quay hài rồi nhưng uống sữa rồi quay chi vậy? Thì cứ quay đi. Quay đi. Thôi. Cái lẹ đi quay clip nè. Ngon quá, quay clip gì nói đi. Vậy? Quay clip gì nói đi, ngon quá. Cái clip mà bây giờ ha. Bây giờ nói vậy nè để hồi biết dễ hiểu nè. Là con ngồi dạng như con làm trò chơi hiểu không? Có trái banh trong cái ly, đảo một trái banh nằm trong một cái ly, và trong đó có 3 cái ly phải không? Bỏ vô một cái rồi đảo, nếu mà chọn đúng cái ly đó thì con nói vậy nè, cái mẹ mà chạy lại, ê trò chơi này chơi làm sao? Cái con nói rồi lại nhìn nghĩ bạn rồi, cái con nói bây giờ đảo 3 lần mà chọn đúng cái ly có trái banh thì cô
xả xui vô con. Còn mà nếu trả lời sai á thì con xả xui vô cô. Cái nói mày đảo nhanh hay chậm? Cái nói chậm cho nhìn thấy luôn, rồi đảo đi chơi luôn, nghe không? Cái bắt đầu cộng cộng liên đảo như nè, đảo 3 lần bà chọn đúng 2 lần. Cái lần đầu tiên á chọn đúng phải không, dở lên, dở lên phải không, dở lên có trái banh rồi. Cái bắt đầu tán vô camera, cái quay cái đoạn sau mẹ cầm lại cái máy con, cái con hắt qua như nè, cái nguyên cái bàn tay luôn, lấy son tha vô. Thứ hai á đảo nữa đúng luôn, nghe không? Cái xong cũng tán vô camera nữa. Cái tay này nãy tán tay phải, tay tao phải không? Cái tới lần thứ hai tán cái tay trái vô camera. Cái tới còn quăng lên đây cái dính nguyên cái bàn tay là dính hai cái rồi. Cái tới lần thứ ba, đảo lần thứ ba nữa. Cái dở lên. Hụt lắc. Thấy không? Con đảo xong cái con nói chuyến này cái lỗ mũi mày no với tao. Cái đảo cái bị dở lên hụt lắc cái giật nè. Cái nói rồi, chuyến này tới con nha. Cái vô trọng lấy cái thao ấy á, cái thao bự á, cái bà cầm camera, cái khỏi cầm camera đặt máy vậy đó, dở lên rồi đập bụp xuống, không? Đập bụp xuống cái quay cái con cầm cái thao này nè, nó mớp nguyên lỗ luôn, cái quay xuống cái bà nằm dễ bạch 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 vậy nè, vậy rồi, đơn giản vậy thôi, chứ còn quẩy ông nay không có về đâu quẩy. Thôi vậy Út chạy sửa đi con. Trời ơi, nãy giờ cô bà làm mới. Vậy quay được không? Qua cả nhà ơi. Được. Anh thử quay đi để 3 giờ không biết kịp không đó. Để uống trà sữa quay lẹ đi. Tưởng gì tự nhiên uống trà sữa cũng đi quay cho khán giả coi nữa trời. Thì mình làm cái gì mình ăn cái gì cho mà cả nhà coi chứ. Tào lao vậy chứ. Rồi rồi. How on? How on?